chị, Tường Vi mới vừa nhận một email thông báo về sự kiện sắp diễn ra tại Mỹ của VinFast. Tường Vi xin kính gửi đến quý vị. VinFast xuất khẩu 1.879 xe VF8 tiếp theo tới Bắc Mỹ. VinFast công bố đã chính thức xuất cảng lô xe VF8 thứ hai, gồm 1.879 chiếc tới Mỹ và Canada. Theo lịch trình, lô sẽ cập cảng và sẵn sàng bàn giao cho khách hàng tại Mỹ vào tháng 5 và khách hàng Canada vào tháng 6 sắp tới. Vào lúc 23 giờ ngày 16 tháng 4 của năm 2023, tàu Silver Queen chở 1.879 xe VinFast VF8 thứ hai đã xuất khẩu ra thế giới, chính thức rời bến cảng MBC Hải Phòng để tới Bắc Mỹ. Dự kiến sau hơn 20 ngày di chuyển, tàu sẽ cập cảng ở Benicia, California, Mỹ để bàn giao 1.098 xe cho thị trường Mỹ và sẽ tiếp tục vận chuyển là 781 xe còn lại tới Canada. Đây là lô xe VF8 thứ hai và cũng là lô xe tiêu chuẩn đầu tiên để xuất khẩu với hai phiên bản là Eco và Plus có thông số về quãng đường di chuyển theo tiêu chuẩn EPA cao hơn so với phiên bản City Edison đã bàn giao đợt đầu tiên tại Mỹ. Phiên bản VF8 Eco đã được trang bị động cơ điện có công suất tối đa là 260 kW, mô men xoắn cực đại là 500, trong khi phiên bản VF8 Plus được trang bị động cơ điện công suất tối đa là 300 kW, mô men xoắn cực đại là 620. Ngoài ra, xe được trang bị hệ thống trợ lái nâng cao ADAS với loạt tính năng tiên tiến sẽ được bổ sung và cập nhật thường xuyên như là hỗ trợ lái trên đường cao tốc, tự động chuyển làn, hỗ trợ đổ xe thông minh, triệu tập xe thông minh và hỗ trợ đổ xe từ xa. Bộ ứng dụng tiện ích và giải trí thông minh với các tính năng từng bước đã được tích hợp như là điều khiển và tương tác với xe thông qua giọng nói, quản lý xe từ xa qua ứng dụng của VinFast, mua sắm trực tuyến, chơi trò chơi điện tử trên màn hình xe và đồng bộ với điện thoại cũng sẽ mang đến trải nghiệm đẳng cấp ấn tượng cho người dùng. Và theo kế hoạch, VinFast sẽ bàn giao những mẫu xe này cho khách hàng Mỹ vào tháng 5 sau khi hoàn tất các thủ tục nhập khẩu và các giấy phép chứng nhận để bán hàng tại Mỹ và cho khách hàng Canada vào tháng 6. Và cũng theo kế hoạch, VinFast sẽ bàn giao những mẫu xe này cho khách hàng Mỹ vào tháng 5. Đối với thị trường châu Âu, lô xe VF8 đầu tiên dự kiến sẽ được VinFast xuất khẩu vào giữa tháng 7 của năm 2023 với số lượng là khoảng 700 chiếc. Song song với việc sản xuất và vận chuyển xe đến các thị trường quốc tế, VinFast cũng đang liên tục mở rộng mạng lưới kinh doanh trên toàn cầu. Hiện ngoài thị trường Việt Nam, VinFast đã mở hơn 30 cửa hàng và xưởng dịch vụ tại Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Hà Lan, sẵn sàng cho việc kinh doanh các dòng xe điện thông minh xuất khẩu từ Việt Nam. Tại thị trường trong nước, VinFast đã chính thức bàn giao mẫu xe VF9 cho khách hàng từ ngày 27 tháng 3 của năm 2023. Dự kiến trong tháng 4 của năm 2023, VinFast sẽ tiếp tục bàn giao mẫu VF5 Plus. Trên phạm vi toàn cầu, VinFast cũng sẽ sớm mở bán hai mẫu VF6 và VF7, đồng thời sẽ lên kế hoạch xuất khẩu mẫu VF9 để bàn giao cho các khách hàng đã đặt mua trước.